Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục và tiến hóa các Pokemon hệ điện nha các bạn. Có một em Manaphy kìa. Hồi nãy nó xuất hiện rồi nhưng mà mình có nên là mình không có bắt nữa. Đây, ở đây chúng ta sẽ chế tạo mấy cái Thunderstone trước nha các bạn. Chúng ta chỉ cần gộp mấy cái Thunderstone sát ra là nó sẽ thành Thunderstone thôi. Ok, xong rồi, mình chỉ còn 2 viên trong tập ngày hôm nay thôi. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hóa em Pokemon hệ điện đầu tiên, đó chính là Pikachu. Đây. Cho mình lên cấp luôn nha con. Cho mình lên level luôn. Trời ơi, hấp dẫn. Pikachu. Đây là phiên bản mới của Pikachu nên nhìn nó rất là dễ thương các bạn ơi. Và nó lên con Raichu nè. Có điều nó hơi bị nhỏ một xíu. Trời ơi. Nhìn nó đẹp các bạn. Wow, quá xịn luôn nè. Ui, nhìn nó hấp dẫn ta. Mấy cái con này thì nó cũng có dạng Alolan nữa các bạn ơi, nên là chúng ta cũng có thể tiến hóa mấy cái Alolan sau đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ con Tinamo vào đó. Tinamo. Rồi để mình đi vô trong đây và tiến hành luyện cấp cho mấy em Pokemon này nha các bạn đó. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành luyện cấp nữa thôi. Mình sẽ dùng cái skill cái viên đá Z đi. Đó. Cho nó skill Lava Lâm bằng đá Z thôi. Lydian hả mày? Ok, Fire Blast mày luôn nè con. Rồi, khá xịn. Đó, mà run thôi. Ôi, và đầu tiên nó có rất là nhiều con đang tiến hóa luôn nè. Đầu tiên là Fluffy các bạn ơi. Đó, để chúng ta coi nó lên con gì nha. Đây, Fluffy là con cừu màu hồng đây nè. Và nó lên con... con này hấp dẫn ta, đây là em Pharos các bạn ơi. Lizzo nó cũng đang tiến hóa luôn rồi kìa. Tiến hóa một lần 4 con luôn, trời ơi xịn quá. Lizzo, để chúng ta xem nào. Và nó lên con... đây là Zetrika nha các bạn. Zetrika. Electrike nó cũng lên cấp luôn nè. Nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi đó. Để mình coi thử nó sẽ lên con gì đây. Electrike. Nhìn nó khá dễ thương. Và nó lên con... con này nó có tiến hóa Mega các bạn ơi. Đây là Manectric. Và cuối cùng Lucio nó cũng đang lên cấp luôn rồi nè. Lucio. Wow. Con này nó có cái hình sao quá cái đuôi ha. Nhìn khá là đẹp. Nhìn nó xịn không. Wow, bật tiếng hóa của nó nhìn nó ngầu các bạn ơi. Fluffy học được Thunderbunch nè. Mình sẽ thay bằng Growlithe. Đó, để mình cất mấy con này vào hết đã. Cất lại. Cất lại hết nha các bạn. Ok. Đây, đầu tiên mình sẽ xem cái em Pharos đầu tiên nha. Đây là cái con cừu. Con cừu cấp 3. Cái đuôi với lại cái đầu nó có mấy cái tín hiệu các bạn à. Để nó chăn mấy con Marip đó. Khá là hấp dẫn ha. Con thứ hai là Manectric. Con này có thể cởi được. Và nó có dạng tiến hóa Mega nữa các bạn ơi. Mega của nó thì nhìn cực kỳ ngầu luôn. Nhìn xịn không. Và nhìn cơ bắp ngay chỗ ngực nó nè. Lông cũng khá là đẹp ha. Khá là chân thật. Rồi tiếp theo là Luxray. Tiến hóa của Luxio. Các bạn nhìn thấy nó ngầu không. Kích thước Ordinary. Kích thước bình thường thôi. Nhưng mà nó vẫn khá là bự ha. Đó, và cái đuôi nó có cái sao nè. Sao 4 cánh. Cuối cùng là Zetrika. Đây là con ngựa vàng hệ điện nha các bạn. Kích thước nó là Ordinary luôn. Nhưng mà nó khá là bự ha. Khá là xịn luôn. Ok, để mình cất hết mấy em này lại. Chưa gì mới đầu tập đã xong được 4 em rồi. Để bây giờ mình coi. Chúng ta sẽ đi luyện cấp cho mấy em Pokemon Legend này đi. Đây, Tabu Lily nè, Sernit, Hoopa và con Metric này luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ đi luyện level hết cho chúng nó luôn. Rồi, khá là xịn. Một cái heo một phát. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục thôi. Đây, tiếp tục lại gặp Slowray thôi. Flavalum nó một phát nè. Đó, Fast Skill Rotate trước. Rồi chúng ta sẽ dùng viên đá Z. Inferno Override. Mày hả con?
Tiếp theo là Eruption. Đó. Fire Blood. Rồi, được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp nữa thôi các bạn ơi. Quá trình này thì có vẻ nó sẽ hơi lâu một xíu đó. Tiếp tục là Lava Lâm nữa thôi. Sao vậy? Pokemon hệ điện thì mình có khá là nhiều con rồi. Nên lần này chắc mình sẽ thu phục và tiến hóa khá là ít con đó các bạn ơi. Một số còn lại thì nó rất là ít thôi. Chưa tới mười mấy con nữa. Chưa tới 15 con nữa. Hay da. Nhưng mà cũng được. Chắc có vẻ video này nó sẽ hơi ngắn một xíu. Các bạn sẽ thông cảm nha. Bộ cái heo cái nè. Lâu rồi mình cũng chưa quay trở lại với Big Simon. Nhưng mà tập hôm nay thì chúng ta buộc phải làm ngắn thôi. Tại vì mình còn khá là ít Pokemon hệ điện. Mà chưa thu phục. Trời ơi. Rinh một phát coi. Ok. Cứ luyện như vậy hoài thôi các bạn ơi. Tiếp tục. Làm gì lâu thế? Inferno Overdrive nè con. Rồi. Sacrifice đó. Sacrifice. Ui, sao nó đổi thành cái con Victory Bell này rồi. Trời ơi. Sacrifice luôn nha con. Rồi, lên thôi các bạn ơi. Đủ rồi. Ôi ôi. Khổ nha. Tiếp tục. Lava Lâm nó tiếp nha các bạn. Ui. Trời ơi. Mày nè con. Sacrifice mày luôn nha con. Rồi, tới con Forest Dread này thì mình dùng Fire Blast là được rồi. Rồi, ok. Nó vẫn chưa lên cấp luôn các bạn ơi. Cái con Dynamo này nó khá là lâu ha. Chúng ta sẽ cố gắng đợi một xíu thôi các bạn ơi. Dynamo. Muốn nó lên cấp lâu quá vậy. Ui. Sacrifice nó luôn. Eruption nó luôn. Sacrifice mình đã hết cái số lần sử dụng skill rồi. Fire Blast mình luôn nha con. Fire Blast phát nữa nè. Vẫn chưa tiến hóa các bạn ơi. Ok, để mình cố gắng mình luyện cấp một xíu thôi các bạn ạ. Ôi ơi. Nãy giờ khá là lâu rồi nhưng mà nó vẫn chưa chịu tiến hóa. Sao ơi. Vẫn những cái thủ thuật quen thuộc thôi các bạn ơi. Nói chung là muốn tiến hóa Pokemon thì mình sẽ qua cái Red Bug Game này. Tại vì mình có con NT, nó khác hết mấy cái hệ trong đây hết. Mình sẽ tiếp tục luyện thôi các bạn ơi. Trời nó sáng luôn rồi nè. Mà cái con Dynamo nó vẫn chưa tiến hóa. Rất là lâu luôn. Ôi ôi. Khổ thế nhờ. Và bây giờ mới nói xong nó đã tiến hóa luôn rồi nè. Trời ơi, hấp dẫn chưa. Eruption phát nữa đi. Rồi, rinh thôi các bạn ơi. Để mình coi Dynamo này nó sẽ lên con gì nha. Wow. Con cá này nhìn nó khá hấp dẫn ha. Khá là đẹp nè. Để mình coi nó lên con gì nào. Và nó sẽ tiến hóa lên con. Wow. Đây là Electric các bạn ơi. Đây là con cá múc đá. Ôi ôi. Con này nhìn cái miệng nó ghê lắm. Các bạn thấy không? Miệng nó có toàn răng không à. Đây là cá mút đá các bạn ơi. Và mình tiến hóa nó một bậc nữa là dùng Thunderstone nha các bạn. Electric của chúng ta đang tiến hóa rồi đó. Rồi, để mình coi sẽ lên con gì đây. Vẫn là cá mút đá các bạn ơi. Nhưng mà nó có nhiều vây hơn. Đây là Electros. Ghê chưa. Và nó có mấy cái răng nó nhô ra ghê hơn nữa. Kinh khủng thật. Lại thêm một em Pokemon hệ điện nữa rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ tới với cái vùng Extreme Hill này để mà tiến hóa em Magneton nha các bạn. Chúng ta sẽ cần một cái viên kẹo đi. Phải đúng cái mấy cái biome của Extreme Hill. Và cho nó con Magneton lên cấp ở đây thì nó sẽ tiến hóa nha các bạn. Chứ nó không phải tiến hóa theo level đâu. Phải tại cái vùng này nó mới chịu cơ. Ok, và Magneton nó đang bắt đầu tiến hóa rồi cơ. Rồi, lần này nó sẽ lên con Magneton nha các bạn. Wow. Ủa con này nhìn nó gọn hơn nè. Ôi và cởi được luôn. Ôi bay được luôn nè. 500. 3 cục 500 các bạn ơi. Wow, hấp dẫn chưa. Trời ơi. Tuy nhỏ mà có vỏ các bạn ơi. Ôi ơi. Bay được luôn. Vậy mới xịn chứ. Ok. Thêm một em Pokemon hệ điện nữa. Rồi để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm
mấy em Pokemon hệ điện mà mình chưa có nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ cần qua cái vùng Plains. Plains đây. Đó, để tìm em Vonstock nha các bạn. Vonstock, chúng ta sẽ tìm nó ở đây thôi. Ok. Trời, nó tối rồi mà vẫn chưa thấy nè. Vonstock, nó xuất hiện rồi nè. Trời, hấp dẫn chưa. Đây, Vonstock. Ồ, cái này không phải Vonstock, cái này là ship thôi. Đây, Vonstock đây các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Whipball nha. Mấy con này thì làm cho nó lẹ thôi. Không có gì phải chần chừ cả. Whipball. Ồ, thành công luôn nè. Rồi, bộ cái heo một phát coi. Bộ heo. Chúng ta sẽ xóa cái con Vonstock này ra khỏi game sát đi, tại vì mình có nó rồi. Đó, và bây giờ để mình qua cái hội quán Rat Bức Kim. Hội quán hệ bọ và hệ cỏ để mà tiến hành tiến hóa game Vonstock này luôn nha các bạn. Bỏ con mắt Nexon vào và lôi con Vonstock ra nào. Chúng ta sẽ tiến hành tiến hóa nó luôn. Tiến hóa cho nóng hổi các bạn ơi. Ở đây mình còn hai con nữa, đó chính là con Rotom và con Heliolix. Đó, mình còn hai con nữa thôi. Hai con Pokemon hệ điện mà không phải thần nữa thôi. Con Heliolix thì chúng ta còn phải dùng Sunstone nhưng mà mình không có. Con Rotom thì tí nữa mình đi tìm thôi. Và có vẻ như con Vonstock của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó các bạn ơi. Đây, Vonstock. Lại thêm một em Pokemon hệ điện nữa rồi. Để mình coi thử nó sẽ lên con gì đây. Vonstock. Và nó sẽ lên con nó đảo ngược lại các bạn ơi. Đây là Electro các bạn à. Nó đảo ngược với con Vonstock. Và cái mặt nó cũng hơi bị ác nè. Vonstock thì màu đỏ ở trên, màu trắng ở dưới. Còn Electro là màu trắng ở trên, màu đỏ ở dưới. Hơi hấp dẫn. Rồi để mình cất nó vào thôi. Cất con Electro vào loại Swanna ra. Và chúng ta sẽ tiến hành đi tìm cái con Rotom nha các bạn. Thì Rotom này nó sẽ xuất hiện ở hai vùng, đó chính là Extreme Old, vùng Root Forest và Root Forest M các bạn ạ. Vào lúc giữa đêm. Đây, ở đây mình sẽ qua vùng Root Forest M đi. Đây, qua đây và chúng ta sẽ tiến hành chờ em Rotom này nha. Xời ơi. Hy vọng là nó xuất hiện thôi. Ây da, chờ nãy giờ vẫn chưa xuất hiện các bạn à. Tỷ lệ của Rotom là 10 chấm. Rồi, đây là em Helioptile nè các bạn à. Nó là Pokemon hệ điện và hệ thường. Và muốn tiến hóa nó thì chúng ta sẽ cần gì đây? Mình sẽ cho các bạn xem nha. Helioptile Evo. Nó sẽ cần Sunstone các bạn ơi. Ở đây thì mình có 3 mảnh thôi nên mình không có đủ rồi. Ok, hai cái cổng Ultra luôn nè. Thì chắc video về những Pokemon hệ điện của mình tới đây là kết thúc rồi. Mình chỉ còn hai con nữa thôi. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Video này hơi ngắn nên các bạn có thông cảm cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.